bốn địa điểm sang chảnh nhất vũ trụ với các cơn mưa kim cương thật 100%. Thí nghiệm của các nhà nghiên cứu quốc tế chứng minh mưa kim cương có thật trên các hành tinh này. Vũ trụ bao la luôn ẩn chứa bao điều kỳ diệu. Những viên kim cương vô cùng đắt đỏ ở trái đất nhưng lại có rất nhiều ở vũ trụ bao la ngoài kia. Không phải mưa đá trong tựa kim cương mà là kim cương thật 100%. Theo các nhà khoa học, bầu khí quyển của sao thổ, sao mộc, sao thiên vương và sao hải vương có nhiệt độ và áp suất thích hợp để chuyển hóa carbon thành kim cương. Họ cũng đã phát hiện sự tồn tại của carbon trong khí methane được tìm thấy trong các bầu khí quyển của bốn hành tinh trên. Vì thế, các hành tinh này có nhiều tiềm năng trong ngành kinh doanh kim cương không gian. Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương, kim cương, vàng và các kim loại quý khác từng được phát hiện ngập tràn trên một số ngoại hành tinh, nhưng một nghiên cứu mới đã tìm thấy một mỏ kim cương vô tận ở nơi gần gũi với Trái Đất hơn, hai hành tinh ngay trong hệ mặt trời Hệ mặt trời có thể là một kho báu vô cùng đắt giá với mưa kim cương đang ồ ạt đổ nơi trái tim của hai hành tinh là sao Hải Vương và sao Thiên Vương. Bên dưới bầu khí quyển dày đặc của sao Hải Vương và sao Thiên Vương là một chất lỏng siêu nóng, siêu đậm đặc của các vật liệu như nước, metan và ammoniac bao bọc quanh lõi hành tinh. Thí nghiệm của nhóm khoa học gia cho thấy với áp suất và nhiệt độ đủ lớn trên hai hành tinh này, khí metan có thể bị phá vỡ thành kim cương. Ngoài ra, một vật liệu đặc biệt chỉ có trên hai hành tinh này Tương tự hydrocarbon polystyrene của trái đất cũng có thể được nhiệt độ và áp suất phù hợp phá hủy thành kim cương. Kim cương sinh ra vốn dày đặc hơn các vật liệu xung quanh chúng nên bị rơi xuống sâu hơn bên trong lõi hành tinh trước khi các quy trình đặc biệt lại chuyển hóa chúng. Tái sinh thành dạng vật liệu tiền thân gần như cách vòng tuần hoàn nước trên trái đất hoạt động, sao thổ và sao mộc. Nhà nghiên cứu Kevin Benz, Đại học Madison Wisconsin và Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ, NASA, cho biết. Kim cương hình thành với số lượng lớn ở các khu vực thường xuyên có bão sét như trên sao thổ, sao mộc. Những cơn bão sấm chớp mạnh dữ dội, mười nháy, ép đủ sức làm cho các phân tử metan trong khí quyển bị phân tách, thải ra hàng loạt nguyên tử các bơn bay tự do và rơi xuống mặt đất. Trong quá trình phi thân qua lớp lan khí quyển dày đặc của sao thổ, chúng chuyển hóa thành các mảnh kim cương nhỏ xíu. Kim cương có thể trôi nổi theo dòng hydro và heli lỏng sâu dưới tầng khí quyển của sao mộc và sao thổ. Ở những nơi có độ sâu thấp hơn, kim cương sẽ tan chảy thành dạng lỏng khi chịu sự tác động của áp suất và nhiệt độ, tạo thành những cơn mưa kim cương. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.